Ontherapy, Thermax hay là căng da mặt bằng chỉ? Các bạn đang phân vân không biết lựa chọn cái phương pháp trẻ hóa da nào để làm đẹp đón Tết 2024. Thì hôm nay bác sĩ Hồng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà để lựa chọn cái phương pháp trẻ hóa da tốt nhất cho tùy từng gương mặt. Đầu tiên đó là công nghệ Ontherapy. Thì đây là cái công nghệ nâng cơ căng da được FDA của Hoa Kỳ chứng nhận. Công nghệ này thì sử dụng cái sóng siêu âm hội tụ sẽ đi sâu tới lớp cơ 4.5mm giúp cho làm nâng cơ, làm cho thon gọn cái gương mặt của chúng ta. Và như trên hình đây chúng ta thấy đó là một cái gương mặt có cái chảy xệ hai cái vùng má. Gương mặt nó u lai thì chúng ta sẽ nên lựa chọn cái công nghệ Ontherapy để làm nâng cơ, giúp cho chúng ta lấy được lại cái gương mặt V line thon gọn. Và thứ hai nữa đó là công nghệ Thermax, đó là tác dụng trẻ hóa da, làm tăng sinh collagen, xóa nhăn với những gương mặt mà có thể là sau khi chúng ta đã làm Ontherapy rồi, hoặc là những gương mặt mà đã có cái nét V line sẵn rồi. Chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ Thermax để giúp cho thứ nhất đó là xóa đi các nếp nhăn ở trên da, thứ hai nữa đó là giúp trẻ hóa da, giúp tăng sinh collagen và duy trì được cái nét trẻ trung cho gương mặt theo thời gian. Và thứ ba nữa thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ, đó là công nghệ căng da mặt bằng chỉ. Thì đây là cái công nghệ mà vừa trẻ hóa da, vừa tăng sinh collagen, vừa nâng cơ bằng các cái sợi chỉ nâng lên bằng cơ học. Với những trường hợp có gương mặt lớn tuổi mà bị chảy xệ nhiều, chúng ta sẽ ưu tiên cái việc lựa chọn đó là công nghệ căng da mặt bằng chỉ để làm nâng cơ, làm săn chắc da, trẻ hóa da, tăng sinh collagen. Nếu các bạn đang quan tâm tới công nghệ trẻ hóa da nào thì hãy comment ở phía bên dưới để các bác sĩ của BB Thanh Mai sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho từng gương mặt của mỗi người. Xin cảm ơn.